Chào tất cả anh em, hôm nay thì mình xin chia sẻ với anh em những anh em nào hay dùng loa hãng này, Bose này, Bi này, JBL, nhưng chỉ tính năng là nghe nhạc, giống như anh em bỏ ra một số tiền rất lớn khi mua một chiếc loa hãng như này. Nó khoảng đâu đó khoảng 15-20 đồng đấy, nhưng mà nó chỉ nghe nhạc thôi, và nó cũng có cổng mic như thế này. Thì không biết làm thế nào để chọn cho mình một bộ mic hay mà có thể cắm được tất cả các loại loa hãng, mà âm thanh nó phải đảm bảo được chất lượng, chống hú tốt và chất âm phải dày, phải như cái loa mà mình mong muốn. Tại vì khi mà mình đã bỏ ra mấy chục cành rồi, mấy chục quyển rồi mà sử dụng một cái loa nghe nhạc hay như thế này mà tiếng mic ra không được thì là dở. Hôm nay chia sẻ với anh em đây là bộ mic JBK. Đây, một bộ mic JBK thì mình cũng mới bóc hộp và review thôi. Qua cái thời gian mình trải nghiệm, mình hát thử, mình thấy nó hay và rất là nhiều tiện ích thì hôm nay mình chia sẻ với anh em đây. Thì cái mic JBK này đây, bên trong này của nó sẽ có một đầu thu và hai cái mic như thế này, cầm rất là chắc tay và bắt mắt. Đây, vỏ hộp của nó thì mình không bàn đến chuyện vỏ hộp đi. Đây, nhà sản xuất thiết kế rất là nhỏ gọn như này cho anh em vào một cái hộp như này. Một cái vỏ này thì mình bỏ qua cái vấn đề về thủ tục vỏ này đi. Đấy, cái đầu thu này thì nó rất là gọn. Cái mình rất thích ở đây là đầu thu này nó có thể tích hợp sạc luôn ở tại đây. Sạc luôn tại đây. Còn pin này thì dùng pin tiểu bình thường. Đấy, pin tiểu bình thường. Thì mình sẽ kết thử vào một con loa hãng xem là âm thanh như nào. Điều mình rất thích ở cái loa cái mic này là dùng pin AA hết thì mình có thể thay các bạn nhé. Rồi, quan trọng là chất âm. Chất âm có hay không? Có sáng không? Thì đây, hôm nay trên tay mình đây thì là một chiếc loa hãng. Đây, loa hãng cái mic này đây là Bose 1 đấy. Rất đắt tiền. Bây giờ mình sẽ cắm trực tiếp vào cổng mic này. Cắm vào chiếc cổng mic này. Đây nó rất là hay như này. Các bạn cắm như này, cái đầu thu này nó không bị gãy này. Thông thường các bạn đầu thu nó cắm dọc như này, nhưng con này cắm như này nó không bị gãy. Đây, anh em nha. Đấy, mình cắm vào. Cắm rất là ngọt luôn này. Nghe tiếng cắm này đấy, rút ra được luôn này. Đấy, nhà sản xuất nó thiết kế rất là nhỏ gọn cho anh em. Đây. Đây. Đây mình cắm cho anh em này. Đây. Đây là anh em muốn tháo bó mạch ra bên trong nó có luôn cho anh em nhìn xem nhá. Đây. Đấy, tại vì đây nó có một nên nhà sản xuất người ta không giấu một cái gì cả. Người ta làm cái tốc độ sần sùi như này để anh em dễ hình dung này. Đấy. Đây, có thích thì mình gắt vào. Đấy, được chưa? Bây giờ mình cắm vào này. Đây anh em nhìn, mình bật điện đi nhá, nút nguồn đây này. Cắm vào đây này. Anh em xem này. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử tiếng mic nha. Tiếng mic cho bạn nghe này. Đây. Thử nhá. Alo. Wow. Rồi, các bạn cho nhớ bớt tiếng mic lại tại vì mình đang ngồi trên xe để đi du lịch hay đi chơi, các bạn nghe thử tiếng mic. Đây. Đây. Đây, thử lên 6 7 alo 1 thì mic rất là sáng quý vị ạ. Alo, mình nghe thử tiếng mic này. Alo, chỉnh bass chút chép ở đây này. Lê 6 7 1 2 2 alo, quý vị nghe tiếng có sáng không ạ? Lô 1 ta xa rồi em nhé. Lô 1 2 2 3 4 lê loa xịn, nó khác, nghe rất chắc. Alo, 1, 2, đây mình sẽ thử nhạc lên cho quý vị nghe. Đây, nhạc nhá, nhạc của loa này đừng hết chê rồi, nghe này. Lê 6. Quý vị cho nhỏ nhạc tôi nghe rất là hay luôn. Hát thử nhạc remix luôn. Lô 6 7. Nghe tiếng mic rất là sáng này. Alo. Đây. Alo. Alo 1 2. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, giữa dòng nước bạc nhịp treo ta bơi, ai đắm đập ai phá đuôi cho hồ lượng đây là mặt gương soi thuyền về mà nước biếc ôi á quán nhật mái treo từ là quán nhật mái treo ôi á nhìn bóng chiều nhìn ngân nước ta nhìn đất trời một dòng biển soi nghe tiếng rừng. Anh em nghe thấy tiếng mic sáng không? Lê 6 7 nghe tiếng mic rất là sáng. Đây, mình các bạn này mình có thể bấm kính xuống cho anh em nghe. Đấy, đây là ánh nắng bên ngoài. Lê 1 2 2 anh em hình dung. Đây, nghe trong khán phòng này rất là ấm này. Khi mình mở ra. Lê, video sau này mình sẽ test ở bên ngoài các bạn nghe nhá. Đây, đấy là mẫu mic JBK 02 để chuyên các dòng loa hãng. Anh em nào thích thì bổ kết
bình luận xuống bên dưới mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc quý vị nhé. Chào quý vị.